Xin chào các con. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ cùng với các con ôn tập nội dung của hai buổi học ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022 nhé. Tuần vừa qua chúng ta đã ôn tập các từ vựng. Các từ vựng ấy là các từ vựng bắt đầu bằng letter A đến các từ vựng bắt đầu bằng letter F. Cùng ôn tập với cô nào. Cô sẽ đọc mẫu các từ, các con lắng nghe và đọc theo cô nhé. A A Apple apple, axe, axe, and, and, alligator, alligator. Đọc lại cùng cô nào. A, uh. apple, axe, and, alligator. Tiếp theo đến letter B. B sẽ có các từ và bear bear bird bird bat bat và banana banana cùng lặp lại với cô nào B bear bird bat banana tiếp theo là đến các từ vựng bắt đầu bằng letter C C đó là các từ cat, cat, cup, cup, car, car, Và computer, 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 lại cùng cô nhé. C, cat, cup, car, computer, computer, chúng ta hãy tiếp tục đối với các từ bắt đầu bằng letter d, d chúng ta có dog, dog, desk, desk, dog, dog và duck, duck đọc lại cùng cô nào d, dog, desk, desk dog duck duck tiếp theo là các từ bắt đầu là letter e e chúng ta có egg egg elbow elbow envelope envelope và elephant elephant đọc lại cùng cô nào e, e, elbow, elbow, envelope, envelope và elephant, elephant. cuối cùng hãy ôn tập các từ bắt đầu bằng letter f, f đó là các từ fish, fish, farm fun farm, farm farm và fork fork đọc lại cùng cô nào F fish fish fun fun farm, farm farm và fork fork rồi chúng ta hãy cùng ôn tập mẫu câu mà mình đã học nhé trước khi ôn tập mỗi câu hãy ôn tập một số từ nào từ I I trong tiếng Anh nghĩa là tôi I còn từ you you nghĩa là bạn tiếp theo là một động từ have have nghĩa là có mình có cái gì ấy ấy tiếp theo là mẫu câu mình muốn hỏi bạn có gì vậy chúng ta sẽ hỏi rằng What do you have? What do you have? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời rằng I have a Hoặc là I have an Được chưa nào? Tôi có một Và để xài a hay an Thì chúng ta chú ý dùng cô Các từ vựng bắt đầu bằng hai chữ cái A và I Hai chữ cái A và I Chúng ta đọc với từ an an ví dụ như an apple an axe an ant an alligator hoặc các từ bắt đầu bằng chữ cái e an egg an elbow an envelope an elephant chỗ nào là các từ vựng bắt đầu bằng các chữ cái d c d f nghĩa là các chữ cái còn lại Ấy, thì mình sẽ đọc với từ ờ uh, thôi, ví dụ như là a bear, a cat, a dog, a sun. Được chưa nào? Chúng ta hãy cùng đọc ví dụ để ghi nhớ nhé. What do you have? I have an apple. What do you have? I have an egg. What do you have? I have a bear. What Do you have? I have a cat. What do you have? I have a dog. What do you have? I have a fan. Được chưa nào? Tiếp theo là phần bài tập về nhà cô sẽ hướng dẫn các con làm nhé. Bài đầu tiên, điền vào chỗ trống. Chúng ta hãy dò với mẫu câu chúng ta vừa học nãy nào. Chúng ta sẽ dò các câu này với mẫu câu What do you have? Xem thiếu từ nào chúng ta điền vào nhé. Như câu đầu tiên là thiếu từ have nào. What do you have? Trả lời I have. Nhìn vào hình nào. Đây là axe. Axe thì bắt đầu bằng letter A, chữ cái A cho nên mình phải dùng với từ an. I have an axe. Được chưa nào? Các câu tiếp theo các con tiếp tục dò câu hỏi với mẫu câu what do you have? Được chưa nào? Và ở câu trả lời chúng ta nhìn hình nào, nhìn hình. Và để trả lời là I have a hay I have an. Được chưa nào? Ta còn tiếp tục làm đến bài thứ hai. Chúng ta hãy nhìn hình bên tay phải để điền vào các chỗ trống bên tay trái ở đây. Ví dụ đầu tiên chúng ta có A is for gì thế nào? Apple Chúng ta điền từ Apple vào đây Chưa nào Tiếp theo A is for and Đúng rồi, thì and vào đây Hai dòng tiếp theo là B Là các từ bắt đầu bằng letter B Tiếp theo Bắt đầu bằng letter C Letter D Hai từ bắt đầu bằng letter E và cuối cùng là hai từ bắt đầu bằng letter F các Con nhìn hình và đi vào chỗ trống giúp cô nhé Đối với bài cuối cùng mình chỉ cần nối thôi Mình nối các câu và các hình lại với nhau Đầu tiên mình đọc các câu nào It is a bear Nhìn hình xem A bear Đây mình sẽ nối tự một đường từ trên này xuống dưới này Hiểu chưa nào Các con đọc các câu tiếp theo và nối vào hình phù hợp giúp cô nhé đó là tất cả những gì mà cô muốn cùng ôn tập với các con qua video ngày hôm nay Cảm ơn các con đã lắng nghe Các con về nhà học bài làm bài giúp cô nhé Tạm biệt các con